xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và chào mừng anh em đã quay trở lại với Mini World. Yeah. Và mình là Phóng Cận TV đây. Ok, thì như cái video đầu mà anh em thấy á, thì mình mới vừa sử dụng phiên bản mới của Mini World anh em ơi. Thì như những bạn nào mà chưa biết, hoặc là những bạn nào mà đã biết, thì các bạn cũng đã biết là Mini World nó mới cập nhật một ở trong phần công cụ nè. Nó đã cập nhật cho chúng ta cái phần xe nè mà. Đây, nó có bánh xe nè, nó có xe để ngồi nè. À, cái này ghế gì đây ta? Ghế này giúp được gì nhỉ? Ngồi trên ghế có thể điều khiển xe. Ok, mỗi khi xe chạy. Cái này là ghế dành cho hành khách. Đó, ok. Còn cái này là một cái bình xăng nè. Và cái này là xăng nè. Và cái này là một cái đồ để có thể mà phá hủy cái xe khi mà không cần. Đó. Và đây chính là bản cập nhật mới của Mini World anh em ơi. Và mình cảm giác là cái bản cập nhật này rất rất là hay luôn. Các bạn có thể chế tạo xe để các bạn có thể chạy được luôn. Quá đã đúng không nào anh em? Đó. Thì hồi nãy như anh em đã coi cái đoạn đầu video á, thì mình vừa mới xây ra được một chiếc xe tăng anh em ơi. Thì cái xe tăng này của mình là có thể bắn được luôn nha. Và các bạn nào muốn mình hướng dẫn á, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể chế tạo nha. Đó, ok. Chúng ta bắt đầu vào video thế nào? Ok, và những cái dụng cụ mà chúng ta cần để xây cái xe tăng này thì tất nhiên là cần những cái dụng cụ trong phiên bản mới này rồi. Chính là cái dụng cụ để xây cái xe này anh em. Và không thể thiếu chính là một cái cỗ máy người ta gọi là xưởng chế tạo. Để chúng ta chế tạo anh em, để chúng ta đặt ở đây như thế này. Đó, ok. Và sau đó là các bạn sẽ xây chiếc xe của các bạn ở trong đây. Khi các bạn bước vào thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ hiển thị ra cho các bạn ở bên góc bên trái màn hình á, một cái kg của xe nè và tốc độ của xe. Đó, vào đây là nó hiện ra nè, anh em thấy không? Bây giờ mình sẽ xây một cái xe tăng nha anh em. Thì cái xe tăng này trước tiên là mình sẽ sử dụng bằng màu xanh lá cây đi. Ok, màu xanh sẫm nè. Rồi chúng ta sẽ thay, đầu tiên mình sẽ xây bánh xe cho nó trước. Thì mình sẽ cách nó ra như thế này. Đó, ok, sau đó cách ra. Và mình sẽ đặt thật là nhiều bánh xe luôn. Bởi vì nhớ như các bạn không biết thì hoặc là những bạn nào đã biết thì cũng đã biết, đó là xe tăng nó có rất là nhiều bánh luôn anh em ơi. Chúng ta sẽ xây nhiều bánh nha. Đó, và mình nghĩ là chúng ta cần có một cái chỗ ngồi ở phía giữa. Cho nên mình sẽ xây là số lẻ đi. Không nên xây số chẵn. Xây số lẻ đi, thế này. Đó, ok, xây thế này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đặt cái nền của nó vào. Cái nền của nó chính là cái lốc màu xanh này nè anh em. Chúng ta sẽ đặt vào. Mình sẽ lấy thêm cái khối sao chép để mình xây cho nó dễ anh em ơi. Đâu rồi, khối sao chép đâu? Đây, khối sao chép đây. Chúng ta sẽ đặt cái nền vào. Đây là cái này phải là cái nền thì ta gọi là gì ta? Là cái phần dưới của cái xe ta gọi gì vậy ta? Mình quên mất tiêu rồi. Đó, nói chung là cái phần để đựng cái động cơ xe anh em. Đó, như thế này. Sau đó là chúng ta sẽ xây cao lên thế này nữa. Đây, bây giờ mình sẽ xây bít cái chỗ này lại. Chúng ta sẽ chừa lại một cái lỗ phía giữa nè. Để chúng ta làm cái chỗ đi ra và vào. Đó, chúng ta sẽ xây thế này. Đó, ok. Xong. Bây giờ là các bạn sẽ xây thêm những cái trang trí thôi, hiểu không? Bây giờ mình sẽ trang trí nha. Trí như thế này đi. Rồi, sau đó là mình sẽ lấy một cái khối cầu thang bằng tre thế này để cho nó giống với lại khối màu xanh. Bởi vì nó cũng màu xanh đó anh em. Ok, chúng ta sẽ đặt vào như thế này. Đặt cái cầu thang vào. Nói chung là cái xe tăng này các bạn muốn xây theo kiểu dáng nào thì các bạn xây. Nhưng mà riêng cái kiểu dáng thế này là mình thấy là đẹp nhất rồi. Ok, sau chúng ta sẽ sử dụng thêm cái gì ta? Hàng rào nè. Đối mình là kiểu dáng xe thế này là đẹp nhất đối với mình thôi nha. Còn những bạn nào xây đẹp hơn thì cứ xây nhá. Đó, ok, đặt như thế này để trang trí kiểu cái xe tăng chúng ta nhìn nó sẽ kiểu gai góc hơn anh em, nhìn nó kinh dị hơn á, nó hùng hậu hơn anh em hiểu không? Đó, chơi thế này. Ok, sau đó là chúng ta sẽ sử dụng kính đâu ta, để mình kiếm kính coi. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng kính màu trắng này đi. Ok, chúng ta lắp lên phía trên thế này để che lại, không để cho đạn của những cái xe khác bắn trúng chúng ta. Đó, ok. Rồi, tiếp theo nữa là mình sẽ sử dụng thêm người ta gọi là cái gì ta? Cái khung tranh, đúng rồi, cái khung tranh phải không? Cái này tên là gì? Cái khung anh em ơi. Mình sẽ sử dụng cái khung nè. Với lại mình sẽ lấy thêm cho mình hai cái viên này. Chúng ta lấy hai cái viên này làm gì? Là chúng ta sẽ làm bóng đèn anh em. Đây mình sẽ để như thế này. Đó, đặt nó sâu vào trong đây xíu đi, đẹp hơn. Ok, đó, đặt vào. Đó, nó sẽ thành một cái bóng đèn anh em ơi, bóng đèn xe anh em. Đó, mình sẽ lấy thêm hai cục nữa, quên, lấy nhiều vô. Ok, rồi. Sau này mình cũng làm để bóng đèn luôn. Xe là phải có đèn sau, đèn trước anh em hiểu không? Đó, đặt như thế này. Ok, rồi. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng đến một cái gì ta? Một cái trick, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng bằng khối mô hình. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái kính lớp này, ta gọi là cái bàn chế tạo mô hình mini. Đó, chúng ta sẽ đặt ở đây. Cái này để làm gì một tí nữa thì các bạn sẽ biết. Mình sẽ đặt ở đây trước thôi. Ok, đặt như thế này.
Ok, thì các bạn nhìn cái xe này các bạn, đây là cái xe tăng của mình đã hoàn thành xong một ít rồi đó. Thì các bạn thấy nó còn thiếu gì không? Đố các bạn nó thiếu gì đó. Giờ các bạn hãy bình luận nha, các bạn, mình sẽ cho các bạn 5 giây để các bạn nhìn nó thiếu cái gì nha. Ok, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, và những bạn nào mà đã đoán đúng rồi thì hãy bình luận cho mình biết nha. Thì nó còn thiếu cái gì ta? Cái nòng súng anh em ơi, cái nòng để bắn anh em. Đó, thì mình sẽ đập cái chỗ này ra để chúng ta xây cái nòng súng nha anh em. Ok, thì cái nòng súng này mình để cho nó thể bắn được thì chúng ta phải sử dụng bằng cái thiết lập bắn nè. Đó, sử dụng bằng cái dây điện xanh. Ok, chúng ta sẽ đặt cái dây điện xanh vào trong như thế này. Mình sẽ xây cho nó dài cỡ như đây đi. Đây hay được rồi nè. Ok, sẽ đặt cái máy bắn này vào. Rồi, bây giờ mình chỉ cần lấy thêm đạn mình nhét vào bên trong thôi. Đây, đây là cái viên đạn tên lửa nè anh em. Các bạn muốn bỏ bao nhiêu thì các bạn bỏ. Riêng mình bỏ 6-4 trái thôi, đủ rồi, đối mình như đây đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ đặt thêm cho nó vào một cái nút bấm. Chúng ta bấm cái nút cái là nó sẽ bắn. Đây, cái nút đây. Ok, chúng ta sẽ đi vào bên trong cái xe nè. Chúng ta đặt cái nút lên trên đây. Sẽ, oh my god, ra là cái này mình thấy hơi thấp nha. Từ, nó đã đặt bên dưới được không ta? Nhưng đặt bên dưới không được anh em ơi, mình phải xây lên một lốc nữa rồi. Ok, ôi chết, mình lỡ bấm vô cái nút xong bắn luôn anh em ơi. Nè anh em nhìn nha, bấm cái nút nè. Tít, thì nó sẽ bắn nè. Bùm, đó, bấm vô nút nè, là nó sẽ bắn. Anh em thấy nó bắn ghê không? Ôi, nó bắn nổ kinh luôn á. Ok rồi, sau chúng ta sẽ, mình nghĩ là mình phải sửa lại một chút. Sửa lại cái phần này, bởi cái phần này mình xây hơi sai nè. Ok, phải xây cao hơn xíu nữa để cho nó không có bị chạm trúng cái nút này. Đó, ok, như thế này. Đó, như thế này mình nghĩ là được rồi nè. Rồi, ok, nhìn nó cũng được rồi đó. Rồi, chỗ này chúng ta sẽ lắp lại bằng này đi. Ok, rồi chúng ta sẽ chui vào bên trong. Đây, rồi chúng ta đứng này chúng ta chỉ cần bấm cái nút. Ok, đập này ra luôn, bấm cái nút á thì nó sẽ bắn. Chiu, bùm, chiu, bùm. Đó, thấy không, mình thấy không, nó bắn được rồi đó. Ok, thì chẳng lẽ giờ chúng ta xây mà chúng ta xây bằng cái điện đá xanh. Nhìn nó, cái cây súng nó có nhỏ xíu à, nhìn nó không ngầu gì cả. Chúng ta phải chẳng lẽ mà bây giờ chúng ta dùng cái khói chúng ta xây á, thì các bạn sẽ thấy á là nó sẽ nhìn nó rất là bự, cái nòng súng sẽ rất là bự luôn. Chúng ta che lại bằng cái này nè thì nòng súng nó sẽ rất là bự luôn em nhìn nè. Ôi trời, cái xe tăng gì đâu mà cái nòng súng nó bự bằng cái xe tăng luôn. Không được, chúng ta sẽ phải xây bằng cái cách khác. Mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để xây cái nòng súng nhìn nó nhỏ mà đẹp nha. Đó là cách nào. Đó, chúng ta sẽ sử dụng đến khói mô hình anh em. Đây, khói mô hình. Chúng ta sẽ lấy một cái khói sao chép ra trước. Khói sao chép đây rồi. Ok, đi vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ đặt một cái khói này và đặt cái khói này lên. Chúng ta sẽ xây một cái miếng dán. Chúng ta có thể nói là một cái miếng ván. Đúng, miếng ván. Cái miếng ván bằng khói màu xanh này. Đó, đặt vào như thế này. Sẽ xây cho nó bít kín lại hết luôn cái ô vuông này nha anh em. Ô mà nó hiển thị cho chúng ta nè. Đó, đắp vào đây như thế này. Rồi, cao thêm. Rồi, ok. Rồi, tới lượt bên đây. Đó, ok. Sau đó chúng ta sẽ ra ngoài đây. Chúng ta bấm vào nó, chúng ta bấm chế tạo thì chúng ta sẽ được một cái miếng ván nè anh em. Đó, cái miếng ván này để làm gì các bạn có thể lắp vào bên trong. Là nó chỉ có tương ứng với một ô thôi, nó sẽ không quá bự đó, thấy không? Đó, chúng ta có thể che được. Chúng ta có thể che được cái đá điện xanh mà chúng ta còn có thể có được một cái gì ta? Một cái tăng thật là đẹp nữa. Đó, này thấy không? Đó, bây giờ là cái súng nhìn nó rất là nhỏ gọn luôn, nhìn nó rất là đẹp luôn. Các bạn cũng có thể che luôn cả cái tấm này lại, cái gì ta? Cái máy bắn này lại luôn bằng cách các bạn sẽ che thế này. Đó, các bạn có thể che lại được. Này. Ok, đó, che lại. Rồi, hai bên đã có rồi, giờ còn phía trên với phía dưới. Mình sẽ xây luôn, mình sẽ qua đây mình xây phía trên với phía dưới luôn nè. Ok, giờ mình sẽ đặt lên cao thế này. Ok, rồi, cao lên. Ok, rồi giờ chúng ta sẽ xây nó ra một cái hình vuông. Ok, qua đây nữa. Ok rồi, xong. Mình chỉ cần đập cái cột này đi thôi là được. Rồi, ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ lên, chúng ta đắp kín cái hình vuông này lại nữa là ok luôn nha. Ok, đắp kín lại giống như cái bên đây thôi, cứ lắp kín lại hết là được. Hả? À. Chết tôi rồi, tôi đặt cao hơn lốc rồi, trời ơi, chết, đập, trời ơi, đặt sai rồi trời, đặt cao hơn lốc rồi, phải đập ra thôi. Ok rồi,
Thiệt chứ đặt cũng đặt sai nữa, dạo này mình lẩm cẩm quá anh em ơi. Mới có 18 tuổi mà già rồi. Ok rồi, ok. Tại thế này rồi, chúng ta sẽ có được một tấm dáng đặt ở phía trên. À không, tấm dáng nằm phía trên là phải đặt ở bên phía dưới mới đúng anh em ơi. Bấm chế tạo này, chúng ta sẽ được một tấm dáng nữa. Từ với cái tấm dáng kia ra. Ok, đấy. Rồi, chúng ta sẽ lên trên, chúng ta sẽ đặt thêm một cái nữa, chúng ta làm tấm dáng bên dưới nữa. Đâu ta? À đây. Dùng cái máy này đặt vào đây, ta sẽ chế thêm một cái nữa. Và một cái là coi như là có một tấm nằm ở phía trên, một tấm nằm phía dưới, đó như thế này. Và tấm nằm phía dưới chúng ta sẽ đặt ở phía trên. Đó, tấm phía trên chúng ta đặt nằm ở phía dưới đó, nghe nó hơi ngược ngược vậy đó. Ok, đó như thế này. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Rồi, dưới đây cũng vậy luôn. Đặt vào trong. Dẹn cái hộp này lại luôn. Đó. Ok, là nó sẽ ra được một chiếc xe tăng nhìn rất là ngầu luôn anh em nhìn nè. Và nếu các bạn không thích, các bạn cũng có thể cho cái xe tăng của các bạn là nó có cái đầu màu vàng như thế này. Đó, nhìn cũng ngầu không kém thấy không? Đó, cũng rất là ngầu luôn. Ok. Quá cái ngầu luôn anh em ơi. Trời ơi. Ngầu vãi chưởng. Giờ chúng ta chui vào đây nè. Và chúng ta có thể chạy được và chúng ta có thể có súng để bắn luôn. Tít. Bùm. Đó, tít. Bùm. Ok. Khoan, còn thiếu thứ quan trọng nữa chính là cái ghế ngồi nè anh em. Đặt cái ghế ngồi vào. Và một thứ nữa cũng rất là quan trọng, đó chính là cái bình xăng. Đặt bình xăng vào luôn, đó như thế này. Ok, các bạn có thể ngồi vào trong đây. Các bạn lái xe, sau nó ngước ở đây bấm nút để cho nó bắn. Đó. Ok, bây giờ mình sẽ ra mình chế tạo nha. Mình sẽ ra cái này nè. Xưởng chế tạo, bấm vào đây, sau đó mình nhập tên cho nó là xe tăng của Phong Cận đi. Xe tăng của Phong thì ok. Đó, tít. Ok, nó đã xuất hiện rồi đây anh em. Đây chính là chiếc xe tăng của mình anh em. Mình có thể ngồi vô được đó. Hiện tại mình đang ngồi bên trong nè anh em. Nhưng mà các bạn thấy mình ok. Đó, mình đang ngồi bên trong nè, thấy không? Mình đang ngồi bên trong nè. Đó, ngầu chưa? Trời, nhìn ngầu vãi chưởng. Và cái xe này mới đầu là không lái được nha anh em. Mình sẽ có xăng nè. Đây chính là cái bình xăng nè. Ta sẽ đổ xăng cho nó. Ok rồi, đổ xăng xong rồi. Giờ là mình có thể lái được nè. Chạy. Ồ, anh em có nghe thấy cái tiếng nó chạy không? Đang chạy nè anh em. Bây giờ mình để mình quẹo bên trái xíu rồi. Ok, để mình ngồi vô trong nhìn. Oh my god, cái xe nó đang chạy nè anh em ơi. Ok. Anh em có nghe thấy cái tiếng động cơ không? Mình tại vì cái xe này nó bự quá mình không nhìn ra bên ngoài được. Anh em thấy cái bánh xe nó lăn không nè? Cái bánh xe ở ngoài nó đang lăn nè anh em. Nó đang lăn cái bánh xe nè. Ok, để mình bước ra ngoài nè xem nhé. Đó, cái bánh xe đang lăn nè, thấy không? Đó, bánh xe đang lăn, nó đang chạy anh em. Ok, giờ đi tiếp nè. Mình sẽ thử chạy thật là nhanh sau đó mình xuống coi. Cái xe này của mình là xe tăng cho nên nó đi khá là chậm anh em ơi. Ở ngoài đời cũng vậy, xe tăng nó làm bằng sắt hoàn toàn và nó cực kỳ nặng. Không, làm bằng thép chứ nằm. Cho nên là nó cực kỳ nặng và nó chạy khá là chậm. Đó, bước ra nè, xem nè. Ồ, nó vẫn chạy ra, nó thấy không? Đó, nó đang chạy. Chúng ta có thể bắn được luôn. Đó, anh em thấy chiếc xe tăng của mình nó có đỉnh cao không nào? Đó. Và khi các bạn không xài đó, các bạn cần lấy này để các bạn bắn nó đi. Đó, xe biến mất. Đó, ok. Và nếu như các bạn thấy thích chiếc xe tăng này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube các thành viên trong team Hero để đăng ký ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Bye bye. Yêu anh em vãi nồi. Và sắp tới mình sẽ ra những cái video vlog là đi chơi với Hero team với lại team của anh Siro. Các bạn đừng quên ủng hộ mình nữa nha. Bye bye mọi người. Yêu anh em vãi nồi. Tạm biệt.